Từ lâu, việc hỏi giữa Messi và Ronaldo cầu thủ nào xuất sắc hơn đã trở thành một đề tài. Mặc dù có mang ra bao nhiêu lập luận hay giả thiết thì chúng ta sẽ không bao giờ có được câu trả lời cuối cùng. Và cũng chính bản thân Müller trước đó khi được hỏi về vấn đề này cũng bày tỏ việc lúng túng trong việc chọn lựa. Cụ thể là trong một buổi trả lời phỏng vấn với đài ESPN, tiền đạo người Đức đã buộc phải đưa ra lựa chọn cho câu hỏi hóc búa này. Ồ, một câu hỏi ngu ngốc, Thomas Müller thốt lên. Tôi sẽ chọn Ronaldo, đối đầu với Messi tôi luôn có kết quả tốt, tuy nhiên với Ronaldo, kết quả lại không được như vậy. Và sau trận đấu vừa rồi trước Paris Saint-Germain, niềm tin cho lời khẳng định này của Müller càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi anh tiếp tục là kẻ ngáng đường vĩ đại lên hành trình tìm kiếm vinh quang của Leo Messi. Chúng tôi luôn chơi tốt khi đối đầu với Lionel Messi ở mọi cấp độ và có những kết quả ưng ý. Ở cấp độ câu lạc bộ, chỉ Cristiano Ronaldo mới là vấn đề của chúng tôi khi anh ấy còn khoác lên mình màu áo Real Madrid. Đó là những lời phát biểu của Thomas Müller sau khi anh đánh bại Paris Saint-Germain với tỷ số 3-0 chung cuộc và loại đại diện nước Pháp khỏi Champions League tại vòng 1/8 mùa giải năm nay. Thomas Müller thật sự là một hung thần đối với siêu sao người Argentina, bởi anh không chỉ có duyên chiến thắng Lionel Messi trong màu áo Bayern Munich, Thomas Müller cũng đã từng gieo sầu cho siêu sao Argentina ở đấu trường World Cup. Đội tuyển Đức từng thắng đội tuyển Argentina 4-0 ở tứ kết World Cup 2010 và 1-0 ở chung kết World Cup 2014. Theo thống kê, Lionel Messi đã trải qua 5 thất bại, 1 trận hòa và 2 chiến thắng sau 8 trận đối đầu với Bayern Munich ở Champions League. Trong đó, Thomas Müller và các đồng đội đã để lại cho Lionel Messi không ít kỷ niệm cay đắng. Đội bóng nước Đức từng vùi dập Barca của Lionel Messi với tổng tỷ số 7-0 ở bán kết Champions League mùa giải 2012-2013 và đại thắng 8-2 ở tứ kết Champions League mùa 2019-2020. Đây cũng là hai mùa giải Bayern Munich lên ngôi vô địch châu Âu. Tuy Lionel Messi cũng từng ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo để giúp Barca loại Bayern Munich ở Champions League mùa 2008-2009 và 2014-2015. Nhưng câu chuyện đã khá xa và bởi đó là khoảng thời gian Messi còn thi đấu trong màu áo của đội chủ sân Camp Nou. Trong khi đó, với Cristiano Ronaldo, quả thực siêu sao người Bồ Đào Nha đã mang tới rất nhiều ác mộng cho Bayern Munich khi anh đã đóng góp tới 9 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 8 trận đối đầu với hùm xám xứ Bavaria tại đấu trường Champions League. Tổng cộng, siêu sao người Bồ Đào Nha đã cùng Real Madrid trải qua 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trước nhà đương kim vô địch Bundesliga. Chính sự tỏa sáng rực rỡ của Cristiano Ronaldo đã giúp kền kền trắng có 3 lần hạ knock out Bayern Munich tại đấu trường Champions League ở những mùa 2013-2014, 2016-2017, 2017-2018, sau đó lên ngôi vô địch. Dù Thomas Müller và các đồng đội cũng đã từng loại Real Madrid của Cristiano Ronaldo ở bán kết Champions League 2011-2012, nhưng đó là những gì diễn ra ở loạt sút luân lưu đầy máy rồi. Trong suốt chiều dài hình thành và phát triển của họ, đại diện nước Đức là một trong số những đội bóng thành công nhất với vô số thành tích mà họ đạt được trong nhiều năm qua. Có thể kể đến là 6 lần lên đỉnh châu Âu Champions League, 1 lần vô địch Europa League, 2 European Super Cup và 2 lần đạt được danh hiệu FIFA Club World Cup. Nhìn sơ qua có thể thấy Bayern Munich quả thực là nỗi khiếp sợ cho bất cứ đội bóng nào khi đối đầu với họ. Tuy nhiên không phải đội bóng nào cũng là bất khả chiến bại, họ vẫn tồn tại cho mình những điểm yếu và bất ngờ thay, điểm yếu của Bayern Munich lại chính là Cristiano Ronaldo. Nếu hỏi Cristiano Ronaldo có phải là cơn ác mộng của Bayern Munich hay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Hùm xám rất ít khi có được những kết quả tích cực khi phải đối đầu với siêu sao người Bồ. Tuy Juventus rằng là đội bóng bị Ronaldo ghi bàn nhiều nhất với 10 bàn thắng, nhưng Bayern Munich mới thực sự là con mồi ưa thích của Ronaldo bởi trong 8 lần chạm trán gần nhất, Ronaldo đã ghi tới 9 bàn thắng, đạt hiệu suất 1,1 bàn một trận. Điều đó chỉ ra rằng cứ gặp Ronaldo, Bayern chắc chắn sẽ thủng lưới ít nhất một bàn. Tuy nhiên thực tế, siêu sao người Bồ đã làm nhiều hơn cả như vậy. Cristiano Ronaldo có lần đầu tiên chạm trán Bayern Munich là tại bán kết năm 2012. Real Madrid khi ấy với giải ngân hà Galacticos 2.0 được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Jose Mourinho đã nhận lấy thất bại cay đắng 2-1 ở trận lượt đi. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã xuất sắc là một cú đúp ở các phút thứ 6 và 14 giúp Real Madrid san bằng tỷ số chung cuộc 3 đều sau 2 lượt trận. Nhưng ở loạt sút penalty, Real Madrid lại không thể chiến thắng Neuer và nhận thất bại 1-3 và siêu sao người Bồ chính là một trong số những cầu thủ đã đá hỏng quả phạt đền ấy. 2 năm sau, Ronaldo và Real Madrid tiếp tục gặp lại Bayern Munich trên đấu trường Cup Champions League và lần này họ đòi nợ thành công Bayern Munich bằng chiến thắng thuyết phục 5-0 chung cuộc sau cả 2 lượt trận. Và Ronaldo tiếp tục lại có một cú đúp khác trước đại diện đến từ nước Đức tại chính sân nhà của họ, Allianz Arena. Tại bán kết lượt về, sau khi Ramos lập cú đúp đánh đầu tại phút 16 và phút 20 giúp Real Madrid tạo cách biệt 3 bàn thắng với Bayern Munich, thì Cristiano Ronaldo với cú sút chính xác tại phút 34 và cú sút phản hiệp hốc tại phút 90, một lần gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hùm xám xứ Bavaria. Những nỗi ám ảnh của Bayern Munich lên tới đỉnh điểm là khi họ gặp Ronaldo và các đồng đội tại vòng tứ kết mùa giải 2016-2017 khi Ronaldo ghi tới 5 bàn vào lưới Bayern Munich.
Ở lượt đi, Ronaldo lập cú đúp cho Los Blancos ngược dòng ngay tại Allianz Arena với tỷ số 2-1. Còn tại lượt về tại Bernabeu, cú hat-trick của CR7 mang về chiến thắng 4-2 chung cuộc cho đoàn quân của kền trắng. Tới mùa giải 2017-2018, lá thăm may rủi lại đưa Real Madrid gặp Bayern Munich một lần nữa tại bán kết. Và đương nhiên rồi, kết quả cuối cùng vẫn là Cristiano Ronaldo cùng Real Madrid giành chiến thắng trước Bayern Munich. Ở cặp trận này, tuy Ronaldo không ghi bàn nhưng anh được chơi trọn vẹn đủ 180 phút, góp công không nhỏ trong chiến thắng 4-3 ở hai lượt trận. Đây cũng là bàn đạp giúp Real Madrid cùng Ronaldo đã phá giải thành công lời nguyền nhà vô địch Champions League sau khi giành chiến thắng 3-1 trước Liverpool tại trận chung kết. Không phải tới tận hiện tại, Bayern Munich mới nhận ra được sự nguy hiểm mà Cristiano Ronaldo đã từng gieo rắc cho họ. Nhưng vấn đề là hùm xám trong suốt nhiều năm đối đầu lại không thể tìm ra được lời giải đáp cho bài toán mang tên trung phong người Bồ Đào Nha này. Cựu huấn luyện viên của Bayern Munich, ông Jupp Heynckes từng có những lời phát biểu về Ronaldo khi Bayern Munich của ông phải đối đầu với Real Madrid tại Champions League mùa giải 2017-2018. Cristiano Ronaldo cùng với Lionel Messi là những cầu thủ tài năng bậc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Ronaldo luôn quyết đoán và tạo ra những khoảnh khắc khó tin. Bayern Munich phải làm nhiều điều để ngăn cậu ấy, hy vọng Ronaldo sẽ không có phong độ tốt nhất trong cuộc đối đầu sắp tới. Quả thực đoàn quân của Jupp Heynckes đã không để cho Ronaldo có cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, chính bản thân họ cũng không thể đánh bại đội bóng của siêu sao người Bồ để giành chiến thắng. Điều đó cho thấy một nỗi sợ mà chính Bayern Munich cũng không thể nào có thể diễn tả được. Rõ ràng, họ đã ngăn cản được Ronaldo ghi bàn rồi, nhưng chiến thắng cuối cùng lại không thể thuộc về họ. Thomas Müller không sai khi nói rằng anh và đội bóng của mình không vui khi phải gặp Cristiano Ronaldo. Bởi những trận thua mà Bayern Munich đón nhận trong suốt nhiều năm qua, tiền đạo người Đức đều góp mặt trong những cuộc đối đầu ấy. May mắn cho Bayern Munich khi hiện tại Cristiano Ronaldo đã không còn thi đấu tại đấu trường châu Âu nữa. Chính vì vậy cơ hội để Müller và các đồng đội có lần thứ 7 nâng cao danh hiệu này là rất lớn. Và nếu có thể thực hiện được điều này thành công, Bayern Munich có lẽ nên cảm ơn Paris Saint-Germain khi họ đã từ chối mua Ronaldo tại kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Còn với Paris Saint-Germain bị loại khỏi Champions League, đại diện nước Pháp chắc chắn vẫn còn đau đáu khi ước mơ vô địch Champions League của họ đã tan thành mây khói tại mùa giải năm nay. Bayern Munich quả thực đã mang tới rất nhiều ác mộng cho những đội bóng mà Leo Messi từng khoác áo, và không may mắn khi Paris Saint-Germain là đội bóng tiếp theo nối giải chuỗi danh sách ác mộng ấy. Paris Saint-Germain từng có cơ hội để sở hữu Cristiano Ronaldo trong đội hình, tuy nhiên đại diện nước Pháp đã nói không với lời đề nghị này. Giả sử nếu Paris Saint-Germain có được Cristiano Ronaldo trong đội hình của mình trước cuộc đối đầu với Bayern Munich tại mùa giải năm nay, có lẽ chính Paris Saint-Germain mới là những người đã có được tấm vé đi tiếp tại vòng tứ kết. Một giả thiết vui cho các fan hâm mộ Paris Saint-Germain mà thôi, bởi tâm linh không đùa được đâu.